Xin chào mừng quý vị các bạn cùng đến với Chuyện Đêm Muộn. Hôm nay thì lần đầu tiên thì mình được nói chuyện, trò chuyện với một chuyên gia tâm lý. Xin giới thiệu đến với Chuyện Đêm Muộn chuyên gia tâm lý Trần Hữu Đức. Chào Thùy Vinh và xin chào các bạn xem đài. Hôm nay thì có một cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ không nói về câu chuyện riêng của anh mà sẽ dùng anh như một kho tàng tư liệu để khai thác về một chủ đề. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp anh có cần chia sẻ những cái gọi là cái kinh nghiệm cá nhân thì cũng được, bởi vì chủ đề của chúng ta nói về chuyện là làm thế nào để cứu vãn hôn nhân sau ngoại tình. Bây giờ thì mình muốn hỏi anh là cái thông số về các cái cuộc ly hôn ở nước ta có cao không ạ? Cao. Cao, là khoảng các cái con Và số như mình nào? không có con số chính xác. Tuy nhiên so với chính Việt Nam của mình trước kia thì bây giờ là cái số liệu, cái tỷ lệ ly hôn là tăng lên nhiều. Điều đó không có nghĩa rằng là trước kia ta hạnh phúc hơn. Nhưng theo chủ quan của tôi thì bởi vì bây giờ người ta dám nói thẳng, nói thật hơn. Người ta dám sửa sai bằng những cái biện pháp làm mới. Thay vì trước kia là cái chuyện mà ly hôn là một cái gì đó rất là xấu và ta cố gắng che giấu. Còn bây giờ thì là pháp luật đến với mọi người nhiều hơn và mọi người nghĩ đến là để bảo vệ một cái gia đình thì đáng thì ta mới bảo vệ chứ không nhất nhất phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Nhưng mà trong những cái gọi là những cái thông số nhiều những cái cuộc ly hôn đó thì có bao nhiêu phần trăm trong đó là ly hôn vì là có người thứ ba ạ? Mình cũng không có cái số liệu chính xác. Tuy nhiên đứng ở góc độ tư vấn và trị liệu về tâm lý thì những cái ca mà chúng tôi nhận thì phần lớn là do có cái yếu tố ngoại tình. Đúng. Thực ra thì mình cũng nghĩ là với không phải là một người ngoại đạo, người cũng nghĩ rằng là nếu mà hai người có một cái lục đục rồi có cái không hợp nhau rồi quyết định chia tay thì cũng rất là dễ, cái cuộc ly hôn đó nó gần giống như đến từ hai phía, có lẽ là dễ chấp nhận hơn. Còn khi mà nghĩ đến chuyện ngoại tình thì tức là một người, ví dụ chồng của mình, nếu mà tư cách là thì mình là người nữ, chồng của mình có một cái mối quan hệ ngoài pháp luật, ngoài luồng với một cái người phụ nữ khác thì rõ ràng là nó gây cái tổn thương về tâm lý nhiều hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Được, chính Nhưng xác. anh thường anh gặp những người phụ nữ mà bị chồng ngoại tình nhiều hơn hay là đàn ông bị vợ ngoại tình nhiều hơn ạ? Trường hợp đầu nhiều hơn, tức là phụ nữ Tức là đàn ông ngoại tình nhiều hơn có đúng không? chồng ngoại tình. Và chứng tỏ là đàn ông hay đi ngoại tình hơn là phụ nữ đúng không? Hay là phụ nữ thì khi bị chồng ngoại tình thì hay đến gặp chuyên gia tâm lý nhiều hơn? Có thể cái xác suất thứ nhì nó chuẩn hơn đứng ở cái góc độ của mình. Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng là ngoại tình á luôn luôn có yếu tố phụ nữ trong đó. Tức là người đàn ông ngoại tình thì phải có một tác nhân để giúp người đàn ông ấy ngoại tình thì tác nhân ấy chắc chắn sẽ phải là phụ nữ. Ngoài những yếu tố là có những cái rối loạn về giới tính thì ta mạn phép không có bàn tới rồi đấy. Thế mình cũng tò mò nếu anh có thể chia sẻ được, khi phụ nữ đến gặp anh hay là tạm gọi những khách hàng của anh đến gặp anh, thân chủ của anh, cái phản ứng, cái tâm trạng của mọi người thường như thế nào ạ? Tức là họ, cách mà họ tiếp cận với anh thường gặp họ như thế nào? Như thế nào thì một người bước vào làm thế nào anh biết ngay là à cô này đến để tư vấn về chuyện là Thông thường những người đó khi chuyên gia chúng tôi hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho chị thì họ khóc trước. Họ thường không diễn đạt được thành lời cái cảm xúc của họ. Họ có cái cảm giác là bước đường cùng rồi đó, coi như là đã sụp đổ hết trơn rồi, chẳng còn cái động cơ động lực gì cả. Tôi vác cái thân của tôi tới đây là một nỗ lực cực kỳ lớn. Nhưng cũng đừng quên rằng là vẫn có những thân chủ là đàn ông. Và họ vẫn đến. Thì họ sẽ thông thường cố gắng rất là cứng cỏi, rất là vạm vỡ. Bởi vì họ đang gặp tôi cũng là một người đàn ông. Thường cái phản xạ của họ là họ không muốn thể hiện họ là người dưới kèo. Cho nên họ sẽ cố gắng đơ, cứng, đứng hình. Gồng. Gồng. Tuy nhiên qua khoảng chừng 5 phút trao đổi thôi thì lúc đó họ cái đầu tiên là thể hiện rất là chua chát, rất là bẽ bàng. Có vẻ như là họ nghĩ rằng là thường thì đàn ông ngoại tình có ai đời nào mà người chồng phải để cho vợ của mình ngoại tình mà phải tới dùng quyền trợ giúp của chuyên gia. Nhưng mà khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thôi thì lúc đó họ sẽ đủ cái can đảm và cái tự nhiên để họ mở lòng để cho chuyên gia có thể thực sự thấy được những cái điểm mềm, điểm yếu của họ để thông qua đó chúng tôi có thể giúp.
Thực ra khi mà một người đã đến gặp một chuyên gia tâm lý là cái nhu cầu kể của họ rất là cao, đúng không ạ? Dạ chính xác. Và thường thì có một cái cách nào đặc biệt để khiến cho họ dễ dàng kể hơn? Dạ, thực ra câu hỏi rất là hay. Và cái nghề tư vấn và trị liệu tâm lý như chúng tôi thì có một cái thách thức rất là lớn là phải làm sao hóa thân và thân chủ. Thì cái điều đầu tiên giúp cho thân chủ của mình bộc bạch mở lòng khi họ thấy được cái sự cảm thông, chia sẻ, không phán xét của người chuyên gia tâm lý, hay nói cách khác là chúng tôi phải đau cái nỗi đau của thân chủ, đau càng thật thân chủ càng dễ bộc bạch. Nhưng thường theo anh, theo một cái thói quen thì một con người sẽ mất bao nhiêu thời gian để vượt qua một cái nỗi đau, mà nhất là cái nỗi đau mà cái này thì mình nghĩ là nó là một trong những cái nỗi đau đau nhất, bởi vì là bị phản bội trong một cái cam kết mà người ta tưởng là rất là vững bền. Một người bạn có thể phản bội mình nhưng chưa chắc mình đã đau bằng là người chồng và người vợ của mình chẳng hạn. Thì họ thường là con người ta trung bình sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian thì mới có thể, và những cái giai đoạn để vượt qua là gì? Đầu tiên là họ tìm đến chuyên gia. Thì thực ra là bên trong họ đã có những cái khởi phát về cái ý tưởng là họ muốn ai đó cứu họ đi. Hay nói cách khác là họ biết buông bỏ rồi đó. Còn những người không đến với chuyên gia, không đến với người cái sự trợ giúp á, là họ cố gắng gồng mình, thì cái đó thực ra là nó sẽ làm đau hơn cái vết thương lòng của họ. Họ biết buông bỏ, họ nói tôi thua rồi đó, ai đó cứu tôi với. Thì từ đó trở đi, chuyên gia hoặc bất kỳ ai sẽ rất là dễ giúp được họ. Thì nếu như nói là bao lâu để họ có thể vượt qua thì quả thực là tùy mỗi người. Bởi vì sẽ có những người nó gắn với lại cái ký ức tuổi thơ của họ. Nếu như họ lớn lên trong một gia đình khuyết cha, khuyết mẹ, hoặc thậm chí lớn lên từ cô nhi viện, thì cái sự chia tay đó, phản bội đó là vết thương lần thứ nhì của họ. Thì những người đó khó vượt qua hơn, hay nói cách khác là cái vết thương đó nó bị nội chấn rất là sâu. Có một dạng rằng là họ bị vỡ mộng và họ bị sốc rất là nặng. Khi đến, người chồng rất tốt, 10 năm chung sống với nhau cực kỳ tốt, và bố là cha là những tấm gương, là thần tượng. Đến khi phát hiện ra rằng là ngoại tình và thậm chí đã có con, thì hiện tượng sụp đổ thần tượng rất lớn, bẽ bàng chua chát rất nhiều, thì cái cú chấn thương đó cũng nặng. Thêm một cái nữa là người trong cuộc, thí dụ như người vợ hoặc người chồng, tùy tính cách của họ, họ có cố bám, cố chấp, hoặc là cái người đó họ sống trong cái sự hằn học, chua chát, gai góc, thì vết thương nó sẽ lâu hơn. Còn có những người xuề xòa, có thể dễ bỏ qua, có thể là hỷ xả được, hoặc tính rất là tồ, rất là chất phác, nông cạn đi, thì thường những người đó sẽ dễ vượt qua nhanh. Cho nên nếu như nói về giai đoạn thì cũng chẳng có một cái thống kê nào chính thức, bởi vì cái sự khác biệt rất là lớn. Có những người 3 ngày có thể qua được, có những người 10 năm vẫn không qua được. Cái này không liên quan một tí xíu, nhưng mà thì mình ví dụ trong rất là nhiều lần cuộc đời mình bị thất tình chẳng hạn, Dạ. thì mình cũng hay tự nghĩ ra một cái phác đồ là mình mất bao nhiêu ngày thì mình sẽ quên được anh ta. Tức là mình sẽ biết là đêm đầu tiên là mình mất ngủ này, là mình sẽ gọi là tất cả các kỷ niệm đều ùa về và đều luôn nhắc, những kỷ niệm đó đều nhắc nhớ cho mình rằng là anh ta rất tuyệt vời. Tức là thực ra thì câu chuyện thất tình và câu chuyện đổ vỡ trong hôn nhân thì tuy khác mà giống, con người ta đều phải trải qua từng cái giai đoạn, tức là rất là đau khổ, rất là yêu thương. Cũng giống như cái việc là một ngày một cái người nào đó mà vào trong rừng và quyết định nhịn ăn chẳng hạn, thì anh ta sẽ trải qua ngày đầu tiên là chỉ có nghĩ về món ăn thôi, ngày thứ hai sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp hơn, ngày thứ ba cho đến một cái giai đoạn cuối cùng chẳng hạn là thành công, là tốt nghiệp một cái khóa học ví dụ như thế. Thì không biết là riêng về cái việc cái tâm lý của một người mà đổ vỡ trong hôn nhân thì những cái giai đoạn nó có tương tự như bất kỳ một cái sự đổ vỡ nào khác không ạ? À, dạ có. À, tuy nhiên mình nói về nguyên lý thì cần phải vượt qua được hai cái cửa ải rất là lớn. Cửa ải đầu tiên là phê phán bản thân của mình trước. Nếu như ai biết tiên trách kỷ,
thì đó là bước đầu tiên rất quan trọng để họ nhận ra rằng là tôi cũng góp một phần. Khi họ nhận ra được cái đó, tức có nghĩa là gì? Họ chuyển từ giai đoạn nạn nhân qua tác nhân, từ bị động qua chủ động, thì cái đó là bước một rất là tốt. Ta tùy thuộc vào khả năng tự phê phán bản thân một cách rất là công bằng, thẳng thắn, cởi mở với chính mình. Rồi, cái bước thứ nhì là cái bước tha thứ. Cửa ải thứ nhì rất khó. Tha thứ cho người khác thì dễ, nhưng cái rất ẩn là không chịu tha thứ cho bản thân. Vẫn trách móc, vẫn dằn vặt, vẫn giày vò. Không chịu tha mình thì ta luôn luôn oán trách người khác. Nhưng khi ta tha thứ được cho mình thì bỗng dưng người khác trở nên nhẹ nhàng trong ánh mắt của ta. Thì đó là hai cái cửa ải mà mọi người đều phải vượt qua nếu như họ muốn thực sự để lại cái vết thương lòng trong quá khứ. Thực ra anh có nói rằng cái bước đầu tiên là phải biết trách mình trước, nhưng chị mình thấy thực ra phụ nữ Việt Nam rất là hay trách mình trước. Bởi vì là chúng mình không biết, chưa chứng kiến một cái cảnh bạn hôn ly hôn, nhưng mà một cái chị bạn, những cái chị bạn xung quanh chúng mình chẳng hạn, khi mà đổ vỡ chuyện tình cảm thì hay hỏi một cái câu của chúng mình là thế mình đã làm gì sai nhỉ? Ví dụ đến một cái độ tuổi chẳng hạn vẫn chưa có chồng, chưa có yêu, và khi mà nhất là đổ vỡ thì luôn tự hỏi là mình sai cái gì. Tức là một cái thói quen của phụ nữ, thì mình không biết về đàn ông, nhưng cái tâm lý phụ nữ đầu tiên là cứ hay nghĩ rằng là mình đã làm sai cái gì. Thì có phải cái bước này cũng tương đối dễ vượt qua trong không? Dạ không. Không. Thường những người đặt câu hỏi như thế là bởi vì họ bí câu trả lời. Bởi vì họ không dám đối diện sâu. Họ sẽ đi vào, họ né, họ đi vào, né, đi vào, né. Họ có thể liên tục đặt những câu hỏi đó, hoặc thậm chí than thân khách trách phận. Nói là tôi dở lắm, tôi tệ lắm, nhưng không mọi thực sự, sự là tại tôi. Cái đó cũng là né tránh. Không còn, thực sự nghĩ như thế. Đúng rồi. Còn nếu ai thực sự phê phán bản thân của mình thì họ sẽ có đủ cái tỉnh táo, đủ cái chân thật với chính mình để chỉ ra được đúng những cái lỗi thật, mà cái lỗi đó nó có liên quan tới người kia. Hay nói khác là chồng của tôi phản bội, chồng của tôi phải ngoại tình là bởi vì điểm A, điểm B, điểm C. Nếu như chỉ ra được những điểm chuẩn như thế thì mới được gọi rằng là vượt qua cái cửa ải đầu tiên. Thực ra cái vai trò của chuyên gia tâm lý thì mình phải tò mò một chút. Thì mình xem một cái bộ phim rất là nổi tiếng, các cô nàng bạn thân với nhau, thì cô này chia tay người yêu và cô không phải là người tin được bác sĩ tâm lý, thì cô cứ kể, cô nghĩ là cô có bạn thân, cô cứ kể là cô chút tất cả những câu chuyện. Và chính vì là người Mỹ cho nên là đến một lúc thì cả ba cô bạn thân đều nhìn cô ấy và quyết định là nói là chúng tôi đã có quá đủ những cái lời than thân trách phận của cô rồi, và chúng tôi nghĩ là đến cái lúc mà cô nên đi tìm một bác sĩ tâm lý. Tức là nghề bác sĩ tâm lý được coi như là sau khi mà chúng ta không, bạn bè ở nước ngoài, bạn bè không muốn nghe nữa, thì chúng ta gặp một người chuyên gia để nghe. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta luôn sống cạnh người thân, bạn bè, chúng ta không bao giờ nói thẳng vào mặt nhau là cô than thân trách phận như thế đã đủ rồi. Thì mình tò mò là với một cái người mà muốn cứu vãn hôn nhân của mình sau ngoại tình chẳng hạn, thì cái vai trò của những người xung quanh tác động đến họ như thế nào? Người thân ấy ạ? Trước tiên là cho họ một cái lỗ tai đã là giúp họ được rất nhiều rồi. Cho họ được nói. Tại vì trong lúc nói là người ta đối diện lại với bản thân. Bạn bè tò mò, thắc mắc, hỏi cái này lại là cái dịp cho họ tự phê phán bản thân đó. Thì cái đó thiệt ra là có ích. Tuy nhiên, những người xung quanh thì đôi khi cũng có những tác dụng ngược. Suối. Đúng rồi. Hoặc là đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hoặc là nói, mày trả thù đi, này nọ cái khác. Thì những điều đó lại là những cái điều làm hại cho bạn bè, cái người trong cuộc. Nhưng mà quay về cái câu chuyện chúng ta nói nhiều về chuyện là ngoại tình. Nhưng thực ra cái chủ đề ngày hôm nay thì mình nghĩ là khán giả sẽ muốn nghe hơn về cái chuyện là làm thế nào để cứu vãn. Thực ra rất là dễ, và có lẽ là hầu hết mọi gia đình rất là dễ có một những cái hoàn cảnh là đôi khi có một người kia có một chút chăng hỏa đâu đó, như anh cũng nói, một chút bản năng xuất hiện không đúng lúc, và cái sự mạnh mẽ của đàn ông ở thời điểm đó không có đủ, thì rất là dễ xảy ra chuyện ngoại tình. Chuyện ngoại tình riêng ở Việt Nam cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng cái câu chuyện cứu vãn thì bao giờ cũng là câu chuyện khó hơn. Câu chuyện mà người ta nói là xây lên là khó, đập đi là dễ. Nhưng bây giờ lại phải xây lên ở một cái đống mà chúng ta đập đi thì còn khó hơn gấp bội. Thì trong anh thấy là trong những cái trường hợp mà đến gặp anh, có bao nhiêu phần trăm trong số họ có thể cứu vãn hôn nhân sau ngoại tình? Tùy ý muốn của thân chủ. Muốn thì chuyên gia chúng tôi luôn luôn chấp được.
Cho nên cái mong muốn họ có muốn cứu hay không là câu hỏi then chốt nhất. Đúng. Cho nên để trả lời cái câu hỏi là tôi có muốn hay không thì thông thường người trong cuộc họ sẽ đặt câu hỏi trước cái đó nữa, có nên hay không, có nên cứu hay không ha. Thì để có được một cái cuộc hôn nhân mà bền vững và hạnh phúc á, theo chúng tôi là có bốn yếu tố rất là then chốt. Đầu tiên là tình yêu, cái thứ nhì là ý chí. Nếu tình yêu mà không có ý chí cũng không thành, ý chí không thôi mà thiếu tình yêu thì vẫn thành nhưng không giữ được lâu. Tới một lúc giống như tim đèn mà không có dầu vậy, cháy cũng có cháy nhưng một hồi nó cháy hết tim rất nhanh, không giữ được bền vững. Nhưng hai cái đó không thôi vẫn chưa đủ. Yếu tố thứ ba như tôi có đề cập trước là cái kỹ năng tự phê phán bản thân của mình. Và yếu tố thứ tư và cuối cùng đó là cái sự tha thứ, cái kỹ năng tha thứ cho tha nhân, cho người bạn đời của mình, và quan trọng hơn là tha thứ cho chính ta. Thì nếu như thiếu một trong bốn yếu tố này thì thông thường người trong cuộc họ sẽ cảm thấy không đủ động lực, không đủ động cơ để cứu cái gia đình này. Thì thông thường cái đó nếu như họ tìm tới được chuyên gia thì chúng tôi sẽ rà và chỉ ra cho họ, chỉnh sửa cái đó, bỗng dưng họ thấy trong lòng muốn cứu. Nhưng ngoài ra còn một yếu tố nữa rất là quan trọng mà thông thường nếu như rớt vào điều kiện này chúng tôi kích động vào cái đó thôi thì người trong cuộc sẽ muốn cứu liền, đó là đứa con của họ. Nếu như cuộc chia tay mà phải có yếu tố đứa con, nhất là những đứa con nhỏ hơn 5 tuổi, thì những đứa đó cần cả bố và mẹ kinh khủng lắm. Và thông thường hoặc bố hoặc mẹ đến chỉ cần nói đứa con thôi thì họ sẽ rơm rớm nước mắt, cho dù họ có thể là đàn ông cố gắng rất là cứng rắn nhưng họ cũng sẽ khóc, bởi vì chạm vào cái nỗi niềm lớn nhất của họ, và cái đó là cảm xúc, cái đó là động lực cho họ. Nhưng thực ra ngay từ đầu chương trình anh có so sánh rằng là trước kia thì không có nhiều cuộc hôn nhân bởi vì là không có nhiều cuộc ly hôn bởi vì là nhiều người mình thấy cái chuyện ly hôn là xấu cho nên là cố giữ. Với bây giờ thì mọi người thoải mái hơn trong việc là nếu mà có một cuộc ly hôn thì cũng không không có gì kinh khủng lắm, vẫn có thể làm lại từ đầu. Theo anh là ở hai cái thời điểm khác nhau, những cái mức độ cứu vãn ở thời hiện đại này có vẻ như mọi người không thèm cứu nhiều hơn so với hồi xưa không ạ? Tại vì nếu mà mọi thứ đều cởi mở, bản thân chuyện ly hôn cũng không có gì to tát lắm. Mình không có hành nghề thời xưa thành ra không có dám để mà so sánh. Nhưng tôi nghĩ rằng là đúng, mọi người bây giờ cởi mở hơn, sống thật hơn. Cho nên cái chuyện mà họ đến với chuyên gia thì thực ra nhiệm vụ của chúng tôi á không phải là tác hợp hoặc chia ly họ. Chúng tôi vẫn tôn trọng cái mong muốn của họ trước. Họ muốn như thế nào thì nhiệm vụ chúng tôi là đi theo cái hướng đó và làm sao giảm thiểu tất cả những cái tổn thương tiếp theo nếu có. Cho nên nếu như họ đến thì nếu họ nói là tôi muốn chia tay, hãy giúp cho tôi chia tay nhanh gọn lẹ, đừng có để thương chấn sang chấn gì cho bất kỳ ai khác hoặc cho chính tôi, thì chúng tôi đầu tiên sẽ phân tích để giúp cho thân chủ của mình thấy rằng là cái quyết định của họ, họ sẽ cam kết đến cuối đời mà không ân hận, chỉ cho họ hết mọi thứ có thể, xong sau đó họ quyết định giữ hoặc bỏ, ta tôn trọng cái đó, và cái đó với chúng tôi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, chúng tôi không được phép can thiệp vào cái đó. Khi họ đã quyết xong chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo cái hướng, nếu như họ nói chia tay thì chúng tôi sẽ làm sao giảm sốc cho người trong cuộc, và tính làm sao nếu như có con thì làm sao giảm sốc, giảm tổn thương cho đứa con của họ, và thậm chí vá cho họ, lau chùi cho họ những cái vết thương tâm lý để họ nếu muốn có thể bắt đầu một gia đình mới hạnh phúc hơn mà không bị rơi vào vết xe đổ của chính họ trước kia. Thì đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Thực ra thì mình cũng đang định hỏi đến cái vấn đề đó. Bốn cái yếu tố anh nói, tình yêu, ý chí, sự phê phán bản thân và tha thứ là bốn cái bước rất là quan trọng cho một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mà ví dụ có cái việc là chúng ta cứu vãn cái cuộc hôn nhân, tức là người vợ hay là người chồng, cái người mà gọi là hơi nạn nhân một chút ấy, quyết định quay lại. Có nhiều trường hợp là ngựa quen đường cũ và sau đó lại tan vỡ tiếp hôn nhân không ạ? Có chứ, có. Cái trường hợp mà phổ biến hơn sẽ là người đàn ông ngoại tình, sau đó vợ tha thứ,
sau đó đến lại với nhau, sau đó người đàn ông ấy lại tiếp tục ngoại tình. Thì trường hợp đó là có. Và câu hỏi đặt ra là làm sao ta có thể ngăn ngừa được cái đó, đúng không ạ? Không, thì mình nghĩ là cũng không ngăn ngừa. Nhưng thì mình nghĩ là cái lần cứu vãn lần hai ấy, tức là đã có quay trở lại. Nếu mà họ lại tiếp tục đổ vỡ, họ có tiếp tục quay trở lại. Và liệu cái vết thương lần này nó là một thứ đã được kháng sinh, đã đủ thuốc kháng sinh, đã biết đã xảy ra rồi, là một thứ đã trải qua rồi nên dễ dàng hơn, hay là khó khăn gấp đôi? Quả thực là trong cái nghề của tôi chưa gặp trường hợp đó. Rất có thể bởi vì cái giải pháp của mình là đủ sâu và đủ bền vững, cho nên sẽ không có việc đó tái lập. Tuy nhiên trong trí tưởng tượng thôi, nếu như có trường hợp đó quay lại thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn nó sẽ phải khác lần đầu tiên. Chắc chắn là cái vết thương lần thứ nhì sâu hơn gấp 10 lần so với lần đầu tiên. Bởi vì khi họ phải để chuyện đó lặp lại một lần nữa, trong khi đó những giải pháp, những phác đồ của mình trước kia là đã dự phòng cho họ để họ phải đối phó và có thể hoán chuyển được những vấn đề đó rồi, nhưng họ vẫn không xử lý được, tức là vấn đề nghiêm trọng, kinh khủng. Thì chắc chắn rằng là một người trong cuộc khi bị một vết thương nặng hơn 10 lần trước kia mà nó lại là ngay trên vết thương cũ nữa, thì đương nhiên là chuyên gia và cái người trong cuộc sẽ phải làm vất vả hơn để có thể có lại được một cuộc sống cân bằng. Cái này thì mình tò mò này. Khi anh tư vấn một vấn đề về hôn nhân, anh có gia đình rồi chứ đúng còn, không ạ? Yeah. Nhất là vấn đề về ngoại tình, anh bản thân anh cũng là đàn ông. Trong lúc tư vấn gặp những trường hợp đó, có bao giờ anh mang những kinh nghiệm cá nhân vào xử lý không ạ? Có chứ. Yeah. Nhưng mà thì mình tò mò là với tư cách là một người cũng không phải là chuyên gia tâm lý đi, anh không phải luôn luôn đóng vai làm chuyên gia tâm lý. Cái cuộc hôn nhân của anh có bao giờ rơi vào cái bờ vực là mình sẽ hoặc là một trong hai người gần như là thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái điều, có những cái vấn đề về ngoại tình, về có người thứ ba, và phải nghĩ đến, hoặc là đôi khi cái sự cứu vãn nó không chỉ là ở chuyện ngoại tình, đôi khi là cái việc là không còn yêu nhau nữa, không còn cái mối quan tâm nữa, khi là con cái lớn lên, bản thân bố mẹ thì mình là những người đã rất là yêu thương nhau, nhưng mà cũng ở một cái thời điểm họ gần như là cái cuộc hôn nhân có thể gãy, bởi vì là con cái đã lớn hết, rời đi hết và hai người không còn điểm chung nữa. Thì mình tin là mỗi cái cuộc hôn nhân có rất là nhiều những cái vấn đề. Nhưng bản thân anh có nghĩ là một chuyên viên tư vấn khi mà gặp một cái vấn đề liên quan đến hôn nhân thì sẽ xử lý giỏi hơn người bình thường không? Nó có hai mặt của nó. Thường những cái người trong cái lĩnh vực về tâm lý thì hay bị về tâm lý. Bởi vì mình sống ở trong cái môi trường đó thì không khéo mình lại cho chuyện đó là chuyện bình thường. Và khi mình lắng nghe, khi mình hóa thân vào thân chủ của mình, thì nếu như ai làm vệ sinh không kỹ sau một ca tư vấn hoặc một ca trị liệu là vẫn bị dính những cái lỗi đó. Thì trong chuyên môn chúng tôi là rất là cần bè bạn với nhau, những người cùng nghề, cùng chia sẻ, cùng làm vệ sinh tâm lý lẫn nhau. Thì cái đó là cái điều rất là quan trọng. Và những người làm trong cái nghề tâm lý như chúng tôi thì thiệt ra là vẫn sẽ gặp những cái trục trặc trong gia đình của mình. Thì là con người mà. Và thậm chí một người như tôi chẳng hạn gặp một cái biểu hiện của vợ mình, thì những người làm nghề như chúng tôi nó sẽ chạy rất là nhiều thứ, bởi vì mình đã gặp hàng trăm những cái như thế và mình có thể hình dung được hậu quả của nó sẽ như thế nào, cho nên chúng tôi sẽ bức xúc nhiều hơn, làm trầm trọng hóa vấn đề hơn, và đôi khi cái đó nó gây tác dụng ngược lên vợ của mình. Vợ của mình cũng sẽ hốt hoảng nhiều hơn, cũng sẽ nổi cáu nhiều hơn, vân vân. Thì cái đó sẽ là những cái sản phẩm phụ mà những người làm trong nghề chúng tôi, cả tôi cũng như vợ của tôi đều phải biết và phải một phần nào đó hy sinh và cam chịu. Thực ra thì mình hỏi câu đó để thấy rằng là thực ra câu chuyện hôn nhân, câu chuyện mối quan hệ thì là một cái câu chuyện của tất cả mọi người. Và cũng không phải bởi vì, như mọi người cũng thấy là không phải bởi vì là chúng ta làm nghề, làm cái nghề chuyên nghiệp tư vấn cho người khác, chưa chắc là chúng ta đã thực sự là có thể gọi là tỉnh táo hay là có thể đóng một cái vai khác hẳn nếu đấy là cái câu chuyện của nhà mình, đúng không ạ? Quay về cái chủ đề ngày hôm nay, nếu mà phải có một cái bí quyết nào đấy sau, với cái tư cách là một người đã trải qua, như anh nói, có những cái câu chuyện của gia đình mình nhưng cũng có những câu chuyện của rất là nhiều người khác nữa, có cái cách nào mà để cho thứ nhất tỷ lệ hôn nhân hay cái chuyện tỷ lệ ngoại tình thay đổi không, giảm đi không, tránh những cái tổn thương về tinh thần nhiều hơn không ạ?
Đầu tiên là xin nói với giới đàn ông của chúng ta trước, đừng có chủ quan, nghĩ rằng là chỉ cần muốn là được, không có đâu. Ta mong muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì rất quan trọng là chúng ta phải ý thức cái bản năng của mình và phải thường xuyên chia sẻ, và khi cần thì hãy dùng cái quyền trợ giúp. Và một cái điều nữa là thường khi những cái người đàn ông mà đã bắt đầu đi vào cái cuộc tình riêng tư vụng trộm của mình thì nó có cái sức hấp dẫn, cái sức quyến rũ riêng của nó, và khả năng tự thức tỉnh là gần như không có. Thì cũng khuyên những người bạn của những cái người đàn ông ấy thì cũng phải rất là tỉnh táo, và đôi khi cần phải dùng những cái liều thuốc mạnh. Ví dụ như hãy nói cho vợ của người ta biết, may rằng tới lúc đó một liều thuốc đắng đủ sớm để có thể cứu được cái cuộc hôn nhân đó. Và cũng xin nhắn nhủ những người tiếp tay cho những người đàn ông ngoại tình thì chậm lại một bước, thận trọng lại một bước, tình người với nhau thêm một tí để giúp cho những người đàn ông yếu đuối đó đủ cảnh tỉnh, đủ quay về lại với gia đình của họ. Và nếu như chuyện nó đã xảy ra thì cũng xin những người vợ hãy đủ bao dung nhưng cũng đủ sự nghiêm khắc để chúng ta thực sự cân đong đo đếm là cái cuộc hôn nhân này có đáng phải đập đổ hay không. Bởi vì đập đổ như thế thì sẽ để lại những hậu quả như thế nào cho ta, cho chính chồng của ta, và nếu như có đứa con của ta thì hậu quả vô cùng kinh khủng. Hãy bao dung một tí nhưng vẫn đủ cái nghiêm khắc ở trong đó để làm cho ông chồng của chúng ta đủ cái tỉnh táo, đủ cái bản lĩnh để cố gắng gìn giữ gia đình. Và câu chuyện gìn giữ gia đình không phải riêng của đàn ông, cũng chẳng phải riêng của phụ nữ, mà của cả hai. Và quay lại lời bài hát Em ơi cái lâu đài tình ái đó, thì tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả, không có cái lâu đài đó đâu. Có chăng là chúng ta phải xây, xây từng viên gạch một thì mới có được. Bởi vì phần lớn, nhất là các bạn nữ, khi họ đến với một cuộc hôn nhân, họ ngỡ rằng anh ấy hứa cho mình một cái lâu đài. Và mình nghĩ rằng là đó cứ dọn về ở trong cái lâu đài đó thôi. Không có đâu các bạn. Và các bạn nam cũng vậy nữa, đừng có hứa liều như thế. Có chăng lâu đài hay là túp lều tranh hay là một cái ván gỗ vân vân là do hai bạn tự quyết định và đầu tư công sức cho nó, với thời gian, với những cái hy sinh, với những cái đớn đau thì chắc chắn sẽ đền bù lại là một cái gia đình mà càng về già bạn càng yêu, bạn càng quý và bạn càng tự hào. Và từ cái gia đình đó bước ra là những đứa con đàng hoàng, những công dân đàng hoàng. Nhưng thì mình hỏi với tư cách cá nhân, anh là người có phải là người lạc quan vào những cái chuyện, vào chuyện cứu vãn những cuộc hôn nhân sau đổ vỡ không ạ? Nếu như nói góc độ về chuyên môn của tôi thì tôi không phải là lạc quan mà rất tự tin. Nếu như thân chủ tôi muốn thì chắc chắn tôi giúp được. Còn thân chủ của tôi muốn chia tay thì tôi cũng sẽ đi lo cái hậu sự để làm sao cái cuộc chia tay đó nó giảm thiểu những cái tổn thất, tổn thương của nó. Còn Còn về góc cá nhân, độ tư cách là một cá nhân thì câu chuyện cũng không phải là lạc quan hay bi quan, mà tôi biết quý cái gia đình đó và tôi không ảo giác, bởi vì tôi được may mắn là học được từ thân chủ của tôi là cái gì cũng phải có cái giá của nó, và cái giá ta đầu tư vào càng nhiều thì cái thu hồi từ cái đầu tư đó càng lớn thôi. Cho nên gia đình của ta muốn nó cực kỳ ý nghĩa thì hãy đánh đổi, hãy hy sinh cho nó đi. không, thì mình rất là thích cái câu cuối cùng của anh, cái câu nói. Thực ra thì với một chuyên viên tâm lý lần đầu tiên thì mình được trò chuyện thì cũng đã chuẩn bị sẵn là anh sẽ là người nói chuyện rất là có cấu trúc và sẽ có đầu có cuối, nhưng mà đôi khi có những cái lời nói thật là đơn giản là anh quý một cái gia đình hạnh phúc thì là một cái điều mà có lẽ là khán giả cũng rất là muốn nghe. Đôi khi là mình yêu quý gia đình mình thôi thì sẽ có lẽ là sẽ không có chuyện ngoại tình, sẽ không có chuyện là phải cứu vãn hôn nhân sau ngoại tình rồi có chuyện ngựa quen đường cũ, sẽ không có tất cả những cái gọi là mối dây nhợ ở phía sau nữa. Thôi thì cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là những ai mà đang nghe chương trình, nếu bạn có một cuộc hôn nhân cần phải cứu vãn thì cũng đã
có một vài lời khuyên và cũng biết tìm cái lời khuyên ở đâu rồi, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn đang có gia đình hạnh phúc thì hãy biết quý trọng gia đình hạnh phúc của mình. Rất là cảm ơn anh Trần Hữu Đức đã đến với Chuyện Đêm Muộn, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi.